Sự tươi mát của trà nhài được tôi đánh giá là bậc nhất so với các dòng trà còn lại. Để cái sự tươi mát này lên một đẳng cấp mới, hãy kết hợp với bạc hà. Đồ uống ngày hôm nay, trà nhài bạc hà sữa. Trà nhài bạc hà sữa 150 ml nước cốt. Mười ml đường. 20 ml siro bạc hà. Đá. Bước cuối, rót ra cốc. Bạn nhất định phải thử món này vào mùa hè. Tôi tin sự the mát của bạc hà và trà nhài sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn và đánh tan cơn nóng.